Phan Trọng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi hiện tại đang đứng tại thành phố Lubbock, là nơi tổ chức hội nghị về chiến tranh Việt Nam, và đặc biệt năm nay cái đề tài sẽ xảy ra chung quanh năm 1969, là năm Tổng thống Nixon lên cầm quyền. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là ông Đỗ Văn Phúc, là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, và bà Vũ Thanh Thủy là cựu phóng viên chiến trường tại Việt Nam và hiện nay là giám đốc của đài Sài Gòn Houston. Kính chào ông Phúc và kính chào bà Thủy. Dạ, thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin hỏi ông Phúc, tại vì ông là một trong những người tham dự rất là lâu năm ở trong cái ít nhất là 4 năm lần cái hội nghị này rồi trong nhiều năm qua, thì thưa ông, xin ông cho biết một chút một chút xíu về cái trung tâm dữ liệu Việt Nam. Vâng, thưa ông Đọng, thưa quý vị thính giả, trước đây ông người bạn của tôi, tức là ông James Rickner, khi ông về ngũ là đại tá hải quân Hoa Kỳ và ông về dạy tại trường này, và ông đã nhìn thấy là học sinh sinh viên của trường này hoàn toàn không biết gì về chiến tranh Việt Nam. Do đó ông mới băn khoăn và ông nghĩ rằng nếu mà không biết gì thì có thể là bị những cái trào lưu, những cái dòng phản chiến họ tuyên truyền làm cho sai lạc đi. Cho nên ông đã vận động đứng ra lập cái gọi là Vietnam Center, và sau này đổi thêm một cái tên nữa là Vietnam Center and Archive. Đây, thưa quý vị, đây là cái trung tâm mà chứa nhiều sách về Việt Nam nhất trên toàn thế giới. Và từ đó thì mỗi một năm ông tổ chức một lần hội nghị về chiến tranh Việt Nam, và tôi đã hân hạnh được đến đây tổng cộng là 5 lần. Rất nhiều lần, từ năm 2001 đến nay là lần thứ 5. Và thưa quý vị, chúng tôi đến đây mục đích hôm nay là nói lên cái tiếng nói của người Việt quốc gia của chúng ta. Bởi vì chúng ta không để cái diễn đàn này thưa quý vị là diễn đàn đại học, thành trường đây họ cũng mời những người bên Việt Nam qua. Mà nếu chúng ta không có mặt ở đây thì những người bên Việt Nam họ sẽ nói theo chiều hướng của nhà cầm quyền Việt Nam. Đó là cái điều mà chúng ta hoàn toàn không mong muốn. Và... dạ, xin cảm ơn ông Phúc. Thưa bà, đây là lần đầu tiên mà bà đến tham dự hội nghị này hay là... À, dạ vâng, đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở tại đây. Trước đây thì cũng có tường trình về hội thảo này qua cái phỏng vấn trực tiếp từ đây. Vâng. Nhưng mà bữa nay là lần đầu tiên mà tới tận đây thôi. Vâng. Và hôm nay là rất là đặc biệt, là chúng tôi được biết là không những bà tham dự với tư cách là một người tham dự viên, nhưng mà là một diễn giả trong cái chương trình hôm nay, thì cái đề tài... Vâng, chưa có đề tài gì khác hơn nữa là Việt Nam Cộng Hòa. Vâng. Nhất là về cái sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Vâng. Bởi vì chúng tôi là phóng viên chiến trường, đã lẽ cũng có nhà tôi là anh Dương Phục, nhưng mà phút chót anh không thể dự được. Vâng. Thành ra chỉ nói lên những cái điều mắt thấy tai nghe ở tại cuộc chiến Việt Nam mà không thấy được nhắc tới trong tất cả những cái hình ảnh, phim ảnh cũng như tài liệu của báo chí Mỹ ở tại đây. Chúng tôi thấy cái cuộc hội thảo này rất là quan trọng, bởi vì trong cái khuôn khổ như là anh Phúc vừa nói của trường đại học á, nó ảnh hưởng, đây là những cái tài liệu sẽ được lưu lại cho các thế hệ sau, và con cháu chúng ta và những người dân Mỹ rất cần biết những cái sự thật này. Chúng ta có cái vũ khí rất là mạnh mẽ là sự thật, mà có lẽ từ xưa tới bây giờ mình chưa tận dụng nó. Nhưng mà đây đây là cái cơ hội rất là tốt để mà chúng tôi nghĩ rằng ai, bất cứ người Việt quốc gia nào cũng cần phải đóng góp vào. Vâng. Cảm ơn bà, và kính thưa quý vị, chẳng những là chúng tôi đến đây với tư cách là tham dự viên, nhưng mà chúng tôi cũng đóng góp không những là những bài nói chuyện, nhưng mà những cái research, những cái nghiên cứu của chúng tôi sẽ được giữ mãi, giống như là bà Vũ Thanh Thủy vừa nói, là sẽ được giữ mãi trong trung tâm về chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi sẽ hẹn tái ngộ với quý vị trong những ngày kế tiếp. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại hội nghị về chiến tranh Việt Nam do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sử liệu, có tên gọi là Vietnam Center and Archive, thuộc Đại học Texas Tech, thành phố Lubbock, phía tây bắc của tiểu bang Texas. Trung tâm Việt Nam chuyên sưu tầm và gìn giữ các tài liệu về cuộc chiến quốc cộng tại Việt Nam. Trung tâm cũng hỗ trợ và khuyến khích các công trình nghiên cứu và giáo dục trong mọi khía cạnh về kinh nghiệm của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Gần 30 năm nay, Trung tâm Việt Nam đã lưu trữ sử liệu, đã sưu tầm, gìn giữ và giúp bất cứ ai muốn tiếp cận với quá trình lịch sử về chiến tranh Việt Nam. Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ và tài liệu như sau, như các bộ sưu tập bản thảo, tác phẩm và vật liệu về chiến tranh Việt Nam. Thưa quý vị, đứng bên cạnh bên phải chúng tôi là cái bộ gọi như là lưu trữ tất cả những cái nghiên cứu của một cái nhà nghiên cứu về Đông Nam Á rất là nổi tiếng, tên của ông ta là Douglas Pike. Ông đã tặng cho cái thư viện này hàng trăm thùng tài liệu như vậy, và đây chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái kho tài liệu của ông.
về Đông Nam Á và đặc biệt là về cuộc chiến Việt Nam. Và thêm một, bà Simon cũng cho chúng tôi biết là một người cũng đóng góp vào cái thư viện này rất là nhiều, đó là ông Trần Văn Đĩnh, Trần Văn Đĩnh, right? Trần Văn Đĩnh. Ông từng là một trong những nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, và ông cũng có rất nhiều tài liệu về cuộc chiến Việt Nam cũng như về lịch sử Việt Nam, và ông đã cung cấp hoàn toàn cho thư viện. Can I show you something? Okay, this is Viet Cong photo. Okay. Yeah. Thì quý vị có thể Nguyễn nhìn thấy bà Nguyễn Thị Định đây, hình ảnh của bà Nguyễn Thị Định đây. Yeah. Ông cái hình ảnh của Diệm bị chết. Tổng thống Diệm bị bắn bị đâm chết ở trên xe thiết giáp M113. Yeah. Mà thưa quý vị, cuốn sách này là cuốn sách của Việt Cộng in ra. Yeah. Năm cái nhan đề là South Vietnam on the road to victory. Yeah. Năm 1965. Giúp truy cập trực tuyến thông qua các lưu trữ trên mạng Internet về chiến tranh Việt Nam, phỏng vấn các người tham dự dự án lịch sử truyền khẩu, tổ chức các hội nghị chuyên đề và giúp sinh viên tu học tại các trường đại học đối tác. Năm nay cuộc hội thảo với đề tài 1969 Việt Nam hóa chiến tranh và một năm chuyển biến của cuộc chiến tại Việt Nam, có tên tiếng Anh là 1969 Vietnamization and the Years of Transition in the Vietnam War, được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4. Buổi hội nghị đã quy tụ được đông đảo các nhà nghiên cứu, sử gia và những người quan tâm đến chiến tranh Việt Nam. Đã có gần 70 bài tham luận từ hơn 100 diễn giả đến từ 30 quốc gia và các trường đại học trên thế giới. Ngoài các sử gia, giáo sư, sinh viên và các diễn giả còn là những nhà nghiên cứu độc lập. Họ là các chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam. Họ là các nhà hoạt động cộng đồng quan tâm đến lịch sử cuộc chiến. Và đặc biệt, đóng góp quan trọng năm nay là có sự tham gia vào thành phần diễn giả là các cán bộ đã làm việc trong guồng máy của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, như sự có mặt của các vị tổng trưởng các bộ như Kinh tế, Thương mại, Nông nghiệp, Dân vận và Triều hồi. Phía Việt Nam Cộng Hòa và người Mỹ gốc Việt năm nay có con số tham dự viên như những diễn giả khá đông đảo với gần 20 tham luận về đề tài 1969, trong đó có khoảng 4 bài tham luận đến từ Việt Nam do một số giáo sư và sinh viên đại học tại Sài Gòn và Hà Nội. Trung tâm Việt Nam cũng kêu gọi mọi thành phần và chính kiến tham gia đóng góp những nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam và tạo điều kiện để các diễn giả của những đóng góp và nghiên cứu này có dịp gặp gỡ và trao đổi trong bầu không khí cởi mở và tôn trọng sự khác biệt để giúp tìm sự thật về cuộc chiến. Thưa quý vị, Phan Trọng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay rất hân hạnh là thấy sự có mặt của cựu tổng trưởng của Dân vận và Triều hồi và là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Hoàng Đức Nhã. Xin kính chào ông Hoàng Đức Nhã. Xin kính chào tất cả các khán thính giả của SBTN. Vâng, thưa ông, đây là lần đầu tiên ông đến trung tâm Việt Nam Center, phải không ạ? Lần đầu tiên tôi dự một hội thảo, nhất là hội thảo hàng năm của Việt Nam Center. Nhưng mà công việc của tôi nghiên cứu rồi làm viết để tôi viết sách đó, thì cũng liên lạc với trung tâm này. Mà sở dĩ kỳ này tôi tham dự là vì cái đề tài của hội thảo. Vâng. Và thưa ông, đề tài năm nay là về năm 1969. Là một cái, có thể nói là một cái bước ngoặt của cuộc chiến, phải không ạ? Những người tổ chức, mấy giáo sư ở trung tâm Việt Nam đưa ra cái đề tài gọi là Việt Nam hóa và 1969, là họ cho là cái năm đó là cái năm then chốt trong cái cuộc chiến. Nhưng mà tôi đến đây để có hai phần. Phần thứ nhất đó là để cho khán thính giả dự cũng như các giáo sư đây biết là cái chữ danh từ Việt Nam hóa là một cái danh từ do người Mỹ đặt ra. Vâng. Là cái đó là nếu mà mình, mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó không bao giờ dùng cái danh từ Việt Nam hóa. Vâng, vâng. Mình dùng cái danh từ là mình thay thế quân lực của đồng minh. Vâng. Và đồng minh huấn luyện và giúp mình để mình tự lực, vâng, tự túc tự cường. Vâng. Để đó là chứng minh là mình đã đánh nhau với phía Cộng sản từ mấy chục năm trước. Vâng, vâng. Và cái mục đích thứ hai đó, đến đây đó là để nói lên những cái gì mà xuyên tạc từ trước giờ trong cái giới học
khoa học học giả của Mỹ cũng như là báo chí Mỹ đây nói lên sự thật sự chiến đấu của mình như thế nào, mặc dù người Mỹ rút viện trợ dần nhưng mà quân lực của chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Năm 1969 đánh dấu một mốc quan trọng về cuộc chiến Việt Nam. Đây là năm ông Richard Nixon được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ trong một cuộc phổ thông đầu phiếu với tỷ lệ thắng và thua chênh lệch rất nhỏ. Ông Nixon đã chủ trương dùng đàm phán, khả năng quân sự và đặc biệt đưa ra một chương trình Việt Nam hóa chiến tranh với hy vọng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu và giúp Hoa Kỳ không bị sa lầy tại Việt Nam, đồng thời giữ được danh dự. Năm 1969 cũng đánh dấu việc Hoa Kỳ bắt đầu cắt giảm viện trợ, quân phí và quân sự tại Việt Nam. Việc giảm binh và cắt viện trợ, Hoa Kỳ trong khi Hà Nội vẫn nhận được tài trợ từ Liên bang Xô Viết và Trung Cộng một cách dồi dào, đã làm cán cân sức mạnh quân sự dần nghiêng về phía Hà Nội, cuối cùng dẫn đến việc mất miền Nam và thay Cộng sản Bắc Việt. Chúng tôi đứng cạnh cựu đại tá Trần Minh Công là một trong những diễn giả của hội nghị hôm nay ngày hôm nay. Chào ông Công. Dạ, thưa chào anh Trọng. Kính thưa ông, chúng tôi vừa nghe cái buổi nói chuyện của ông về đề tài Việt Nam hóa chiến tranh. Thì thứ nhất chúng tôi xin hỏi là đây là lần đầu tiên ông đến tham dự cái buổi hội nghị như vậy phải không ạ? Thưa anh Trọng, thưa quý vị, là tôi cũng đây là lần đầu tiên đến Texas University để tham dự cái hội thảo về chiến tranh Việt Nam với rất nhiều diễn giả Hoa Kỳ. Vâng, thưa ông, chúng tôi được biết ông từng là một sĩ quan và từng làm việc trong cái thời chiến tại chiến tranh Việt Nam, và những cái hội nghị như vậy chúng ta thấy là người Mỹ chú trọng đến vai trò của họ trong cuộc chiến. Có những cái tiếng nói của ông trong cái đề tài, đặc biệt là đề tài năm 1969 đã nói lên cái vai trò tích cực của người miền Nam. Thì thưa ông có thể tóm tắt cái bài nói chuyện của ông để cho đồng hương nghe được không ạ? Thưa, mục đích của chúng tôi tham dự cái buổi hội thảo này là vì lịch sử được viết bởi người Mỹ về cuộc chiến Việt Nam thì thường chỉ chú trọng đến vai trò của chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ mà bỏ qua cái vai trò chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời bỏ qua tất cả những cái nỗ lực xây dựng và phát triển của đất nước trong thời chiến. Mặc dù chiến tranh chúng ta đã có những cái phát triển về kinh tế, về phát triển canh nông, phát triển nông thôn mà người Mỹ không bao giờ nhắc tới. Chúng tôi muốn tham dự để nói lên cái vai trò của người Việt Nam trong cuộc chiến. Quý vị đã coi gần đây cái tập phim về cuộc chiến Việt Nam của ông Ken Burns chiếu trên đài truyền hình Mỹ. Chúng ta vẫn thấy người Mỹ chỉ chú trọng đến vai trò của người Mỹ và bỏ qua tất cả những cố gắng của Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến. Thưa ông, trong cái buổi nói chuyện đầu cái hội nghị này, Dr. Mai Lâm cũng nói về một trong những cái thiếu sót của người Mỹ là không hiểu được cái văn hóa của người Việt, không hiểu được cái hoàn cảnh mà cho đến giờ hơn 40 năm nay những cái cuộc hội nghị như vậy vẫn còn có sự thiếu sót. Như tôi vừa thưa với anh đó, là người Mỹ khi họ nói về cuộc chiến Việt Nam là họ chỉ chú tâm đến vai trò của quân đội Mỹ ở Việt Nam, vai trò của chính phủ Mỹ ở Việt Nam mà họ bỏ qua tất cả những cố gắng của Việt Nam Cộng Hòa. Và có đôi khi họ còn có một số tác giả còn có cái thiên kiến nói là Việt Nam Cộng Hòa không chịu đánh nhau, quân đội Việt Nam Cộng Hòa không chịu chiến đấu để cho mất nước. Thì chúng tôi phản đối các cái tư tưởng như vậy, và đây là cái dịp chúng tôi cố gắng để lên tiếng cho mọi người và đặc biệt là cho những người Mỹ biết là chúng tôi có chiến đấu, nhưng mà chúng tôi chiến đấu trong tuyệt vọng vì người Mỹ đã thất hứa không viện trợ và không cố gắng giúp chúng tôi như họ đã nói trong cái vấn đề mà Việt Nam hóa chiến tranh là cái đề tài chính của cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Nixon became the president who was believed as push U.S. military to escape from the war, so that he offered Nixon theory, known as the Worm theory, implements treatment of Vietnam to repress political war, reasons at the student science month. United States government needs to continue the dictator.
you earn in Vietnam is not the ultimate, the real information we have. Okay? So when you said about the Buddhist movement, and you blame the present GM for like mistreating, persecution, discrimination, it's not right, sir. It's not true. President GM is the man who loves Buddhism so much. He spent millions of Vietnamese dong to build thousands of church and Buddhist pagoda. And in his cabinet, the majority of his members, staff members, are Buddhist. Very few Catholics in his cabinet. And when you blame the decree number 10, sir, decree number 10, signed under the Kingdom of Bao Dai, and when Mr. Diem took over the administration, the Buddhist movement still an association. If they want to become a religion, they had to apply, but they didn't. And they blame President Diem for like discriminating them, right? And the thing during your presentation, I can see the Buddhist movement, the women movement, and student movement all have the same agenda with the NFL, that means the Viet Cong. All the slogan, or the tactic. Why? Because, you know, they were infiltrated by the Viet Cong cadre. I want to name one, Trần Bạch Đằng. Trần Bạch Đằng is the guy on top to control all the movement in Vietnam. And he sent people to student movement, to Buddhist movement, and to women movement to steer, okay, the situation. The Buddhist is a peaceful religion. I agree with that. The Buddhist movement, Anhwa movement, is not. They don't use violence, but they created the circumstances for the violence to occur. Okay, and when you conclude, you say that Buddhist movement contributes to democracy and peace in Vietnam. I agree the peace because no more war, no more fighting. Yes, I agree the peace. But sir, after 1975, do Vietnamese people experience any democracy in Vietnam up to this day, sir? Thank you. Thank you so much for your contribution to my presentation. I will read more and more about the peaceful movement, especially in Buddhist movement, from the many aspects of around the Vietnam War. Thank you very much. And I need to ask you if possible to please respond in English so that the audience can understand. Question. Please. Short question. No, sure, okay, 1 minute. Okay, I understand the situation. Because you live in Vietnam, you have no more information besides what the communists provided you. And for the Hue Tet Mountain Massacre, right now, 51 years after, the communist government still deny it, and worse, they put the blame on the American soldier and South Vietnamese soldier to kill their people. But that's not right. You go out of Vietnam, you will see all propaganda of the Viet Cong are false. Understand that it's very hard for you to understand things before 1975. Okay, before 1975, the South is a freedom country, and we can write whatever we want, and we can say whatever we want. That's why we have an anti-government, anti-war. We let the Buddhists go around and say down to the America, down to the to Thieu. Okay, can imagine if someone in Hanoi did the same thing
What happened to them? Okay, and one more thing. It's very hard for you to have any source for all those things, because after April 1975, all books, whatever books, religion books, Buddhist books, Catholic books, novel, cultural education books, burn. You keep it, you go to jail. You keep a book, you go to jail. So that's why it's very hard for you to find any source about anything before 1975. Thank you. Thank you for your information. Thưa quý vị, chúng tôi là Phan Trọng. Một lần nữa chúng tôi xin đến với quý vị bằng những cái cuộc phỏng vấn những cái tham dự viên của hội nghị ngày hôm nay, và đặc biệt hôm nay bên cạnh chúng tôi là bác sĩ Vũ Linh Huy, là một vị bác sĩ làm việc hiện nay làm việc tại Boston. Dạ, chào ông Huy. Vâng, chào anh Trọng và quý vị khán thính giả của đài SBTN. Yeah. Thưa anh, đây là lần đầu tiên anh đến tham dự cái hội nghị này hay sao ạ? Vâng, lần đầu tiên. Yeah, tại vì mấy năm trước thì mắc bận học lắm. Yeah. Vâng. Mặc dù là lòng tôi rất là tha thiết đến những cái hội nghị như thế này. Vâng. Trước nhất là để làm sáng tỏ cái chính nghĩa của miền Nam. Vâng. Thứ hai là tôi chưa có cơ hội tham gia vào cuộc chiến, tôi chưa đóng góp. Thành ra lòng tôi rất là biết ơn người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Vâng. Và tôi thấy rằng là mình phải tìm cách trả lại cái chính nghĩa cho miền Nam và trả lại danh dự cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thưa anh, cái đề tài năm nay là 1969. Có nhiều người nói đây là cái bước ngoặt rất là quan trọng trong cuộc chiến Việt Nam. Thì anh có nhận định gì trong cái đề tài đó? Vâng, trường Đại học Y khoa, thì quý vị biết là Đại học Y khoa Sài Gòn vào lúc đó là được hỗ trợ rất là tích cực của chính phủ Mỹ và của hội các bác sĩ Hoa Kỳ, tức là American Medical Association, AMA. Họ gửi các cái giáo sư đến dạy ở chúng tôi. Và chúng tôi ở đó, chúng tôi được ăn trưa miễn phí, rồi sách vở là miễn phí. Những cuốn sách mà vào thời đó là ngay cả sinh viên Mỹ cũng chật vật mới mua được, mà chúng tôi được mua với một giá rất là tượng trưng. Đó, thì họ dạy chúng tôi tích cực. Nhưng mà đó là bắt đầu từ Việt Nam hóa chiến tranh thì họ từ từ họ chậm lại. Và đến năm 1900, sau khi mà ký hiệp định ở Paris thì là họ rút lui hết. Đó, cái đó là một cái, chúng tôi thấy rõ ràng là mặc dù là ở bên ngoài có thể là mình chưa thấy rõ, nhưng mà ngay trong trường y khoa tôi biết là người Mỹ đã bỏ rồi, đã bỏ chúng ta rồi. Vâng. Thưa anh, với một cái người mặc dù là chưa cầm súng, nhưng mà anh trưởng thành trong cái xã hội miền Nam, và anh mục kích thấy một cái sự, một cái quyết định có vẻ rất là lớn đối với cái tương lai của người dân miền Nam, thì lúc đó cái suy tư của các anh, những người trí thức Việt Nam là thế nào thưa anh? Vâng, lúc đó thì thật sự là mình mắc bận học đi. Và mình cũng thật sự đó là mình biết vậy thôi, biết là ồ chắc Mỹ từ từ bỏ rồi. Nhưng mà mình không ngờ rằng họ sẽ bỏ mình một cách hẳn như vậy và một cách phản bội như vậy. Cắt hết tất cả chiến tranh cũng như là đang cho mình dưỡng khí. Mà tiền cắt cái dưỡng khí luôn. Như người lính đang chiến đấu cần súng cần đạn mà cắt đạn luôn. Tôi biết là có một số bạn tôi thì không có đi vào đại học như tôi, mà các anh ra chiến trường đó, thì các anh kể là lúc đó là bắn đạn là phải giữ vỏ đạn lại để báo cáo, và mỗi ngày được bắn 10 viên thôi, đại bác được bắn mỗi ngày là bao nhiêu viên đó thôi, và phải giữ cái vỏ đạn lại, vân vân. Thành ra nghĩa là mình bị cột chân cột tay. Không? Để chứ là hai bên đánh nhau mà nó can bằng cách là nó cột tay mình lại cho thằng kia đấm vào mặt mình. Đó, tôi tưởng tượng như vậy. Thành ra chỗ đó là bắt đầu lúc đó đã rất là bất mãn rồi. Nhưng mà mình mắc lo học này kia, mình cũng không có làm gì được. Yeah. Cái hình ảnh anh đưa rất là hay về cái cuộc chiến. Thưa anh, lúc đó anh là sinh viên y khoa thì anh cũng đã thấy những cái thành tựu của cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh có thể anh nhớ lại những cái thành tựu nào đó mà anh thấy là, đặc biệt là trong cái cuộc chiến quá là đẫm máu như vậy, những cái thành tựu đó anh còn nhớ lại những thành tựu nào, anh có thể nêu ra thí dụ không ạ? Có, tôi nhớ rằng lúc đó là cái việc cải cách y tế đó thì rất là mạnh. Thấy không? Ở cấp mà đại học đó thì chúng ta có trường đại học y khoa Sài Gòn, trường đại học y khoa Huế và đào tạo những cái người bác sĩ rất là giỏi. Bằng cớ là khi chúng tôi bị mất nước mà sang đây là chúng tôi thành công, chúng tôi thi và đậu và thành công vào chương trình học y như là các sinh viên Mỹ khác, chúng tôi không có gặp trở ngại gì cả. Thì đó, nhưng mà đó bên dưới đó là có những nỗ lực để mà đào tạo cán bộ trung cấp, theo là nâng cái trình độ họ lên đại học. Thành ra chúng ta có cấp cán sự, và cán sự là trình độ đại học, cũng giống như bên này họ gọi là physician assistant đó.
hay là nước 4 năm đó. Thì họ có trình độ đại học và họ rất là giỏi. Các cán sự hộ sinh rất là giỏi. Và cho nhiều khi chúng tôi là họ đã ra trường rồi, chúng tôi đến học là mấy người đó dạy chúng tôi đó. Chúng tôi rất là biết ơn các cán sự y tế và các cán sự hộ sinh. Rồi dưới đó là lại có cấp tá viên hộ sinh để đi về tận nông thôn để mà phục vụ. Thành ra là cái lúc đó là một cái bước tiến rất là lớn về phương diện y tế, đến từng thôn ấp để mà có một người y tá để mà trông nom, rồi trên y tá là có cán sự y tế, rồi trên đó là có bác sĩ. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa kết thúc chương trình 2 ngày hội nghị và chúng tôi vừa ra khỏi một cái hội luận của 3 vị tổng trưởng của Việt Nam Cộng Hòa, đó là ông Phạm Kim Ngọc là Bộ trưởng của Bộ Kinh tế, ông Nguyễn Đức Cường, Bộ trưởng Bộ Thương mại và ông Trần Quang Minh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Sau đây chúng tôi xin được phép kính chào quý vị và chúng tôi xin thưa với quý vị là một cuộc hội nghị về năm 1969 rất là thành công. Chúng ta có hơn 20 diễn giả đến từ Việt Nam Cộng Hòa có mặt trong buổi hội nghị này. Bên cạnh chúng tôi là ông Phạm Văn Nam, ông Nguyễn Tín. Thưa anh Nam, cảm tưởng của anh thế nào trong cái buổi hội nghị năm nay ạ? Tôi có hai điều mà tôi cảm được. Cái điểm thứ nhất đó là cái người ta bắt đầu để ý nhiều hơn đến những cái gì đã xảy ra cho Việt Nam Cộng Hòa, những cái gì là những cái thành quả, từ thành quả kinh tế đến thành quả xã hội, dần dà mình có nhiều cơ hội để mình nói lên những cái điều mà tốt đẹp của miền Nam mà mình đã có. Cái điều thứ nhì là ngay cả những cái người mà mình bảo là ở bên Việt Nam qua đây nghiên cứu, trình bày, thì họ cũng nhìn thấy, họ cũng phải công nhận rằng những cái việc mà mình đã thành đạt được ở miền Nam, nó coi như là một những cái tấm gương, những cái model, những cái kiểu mẫu để mà Việt Nam bây giờ có thể học hỏi. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là ông Nguyễn Tín, là một trong diễn giả đã xuất hiện rất nhiều lần tại hội nghị. Thưa anh lần đây anh trở về cái hội nghị này, anh cảm tưởng thế nào trong nhiều năm ạ? Cái lần này tôi đặc biệt là tôi thấy có sự tham dự của nhiều diễn giả Việt Nam, cả phía Bắc với lại Việt Nam, và những người cho người Mỹ có dịp nghe tiếng nói của đôi bên để mà có một cái nhận định đúng về cái chiến tranh Việt Nam. Rồi bên cạnh nữa là chúng tôi biết là cô Teresa Ngoan Trần là một dược sĩ và là một người hoạt động cộng đồng tại Houston. Thưa cô nghĩ gì về cái buổi hội nghị ngày hôm nay? Đây là lần đầu tiên cô tham dự. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên Teresa Ngoan được tham dự cái cuộc hội thảo này. Thứ nhất là mình rất là impressed bởi vì có nhiều quý vị giảng thuyết về người Mỹ cũng như người Việt Nam, và năm nay có nhiều người Việt Nam từ khắp nơi giảng. Mình rất là hãnh diện là những người trẻ có tiếng nói và cũng có sự học vấn sâu xa để có thể đóng góp rất là nhiều cho cái Vietnamization ngày hôm nay. Cảm ơn Teresa rất là nhiều. Thưa chú, còn chú nghĩ thế nào ạ? Thưa tôi rất là mừng. Chúng ta dĩ nhiên là nói chứ đạt được hay không thì còn tâm tư tương lai nữa, nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy người Việt Nam về đây rất là đông, và phía mà bên chúng ta cũng đông, mà phía bên Việt Nam qua hầu cũng có một số cũng khá nhiều. Nhưng mà tôi nhìn thấy một cái rất là đáng mừng là những cái lập luận, cái lập trường và cái ý thức của cái người bên Việt Nam họ qua đó, đa số cũng là một giáo sư đại học ở bên Việt Nam qua, thì tôi thấy họ rất là tiến bộ, họ rất là cởi mở. Mình không dám biết bên trong như thế nào, nhưng bên ngoài nhất là mình thấy họ cũng như là có những cái nhìn tương đối là khách quan hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi chỉ có một cái lời xin thưa với quý vị là trong tương lai đó, chúng tôi ở cái thế hệ già rồi, chúng tôi mong muốn những là cái thế hệ 1.5 và 2 là tiếp nối chúng tôi để tiếp tục làm cái việc này. Đó là cái điều mà nguyện vọng tha thiết nhất của chúng tôi. Cảm ơn chú Phúc rất là nhiều. Đúng là cái nguyện vọng của không phải của chú Phúc mà của rất là nhiều, cả cái thế hệ 1.5 cũng mong cái thế hệ trẻ hơn đi vào tham dự những hội nghị này. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là một người rất là quan trọng, có trách nhiệm là tổ chức buổi hội nghị hôm nay.
là ông tiến sĩ Steve Maxner. And on behalf of the Vietnamese American communities, thank you for all your effort to bring the truth to this controversial subject. Well, thank you so much. Really appreciate this, and thank you very, very much for being here and covering our conference. You know, getting the word out about these events is very important. And we hope, you know, in the future we have more conferences. We'll have another one next year. We'll have more members of the Vietnamese American community join us. Thank you. Kính thưa quý vị, đó là kết thúc của chương trình hội nghị của cuối tuần này, và chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ trình bày với quý vị một số cái phỏng vấn của chúng tôi với những người nhân vật tham dự vào trong hội nghị ngày hôm nay. Xin cảm tạ quý vị.